Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh tai heo. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là một lạng bột mì. Và đây là 30g đường bột. Các cháu nhớ là đường bột nhé. Chứ còn đường hột mình nhồi nhá, nó không tan. Đây là 30g đường bột. Và đây là một muỗng bơ. Mình cho vô một muỗng bơ. Thêm chút xíu nữa. Và cho đây vô một chút muối. Đó, một chút muối. Một ống vani. Một ống vani nha các cháu. Đó, một ống vani. Và đây là một lòng trắng, một lòng đỏ trứng gà. Cô vừa mới làm vỡ xong. Ta bắt đầu dùng đũa quậy lên. Mình cho vào đây một ít sữa tươi. Sữa tươi mình bỏ từ từ thôi các cháu ạ, chứ đừng bỏ nhiều sợ nhão. Nếu mà mình bỏ nước dừa cũng được, mà bỏ sữa tươi cũng được, mình bỏ từ từ thôi. Nó ta dùng đũa quậy lên. Rồi ta bắt đầu đi nhồi bột. Mình bóp như vậy này. Cái này các cháu nhớ là đừng làm nhão nhé. Nếu mà làm nhão lại phải bỏ thêm bột. Cho thêm một tí sữa tươi nhưng mà nó khô quá. Bây giờ mình bỏ ra cái mâm này mình nhồi cho dễ. Đó, mình phải nhồi thật là dẻo các cháu ạ. Bây giờ bột của cô nó khô, nó hơi nhão, cô cho thêm một tí bột nữa. Cô quên bỏ chanh rồi. Cô phải bỏ thêm một ít nước cốt chanh nữa.
Mình phải nhồi cho cục bột thật là dẻo nha các cháu. Đó, mình kê mình muốn vải dưới nè để mình nhồi cho nó êm cái mâm. Đó, bây giờ bột của mình nó bắt đầu mịn rồi, ta bắt đầu chia cục bột nó làm đôi. Bây giờ mình bắt đầu chia cục bột làm đôi, một bên to bên nhỏ các cháu ạ. Đó, cái bên to này thì ta cán, ta cán xong rồi mình cán, mình cho một tí bột áo ở đây, mình cho bột áo tí ở đây đó. Rồi bắt đầu mình cán cục bột to trước. Mình có thể xoay cái mâm như vậy này đó cho dễ cán, khỏi phải nhắc cục bột lên. Vậy là ta đã cán xong một miếng bột màu trắng rồi các cháu ạ. Bây giờ ta bỏ ra cái đĩa này. Và cục bột nhỏ này ta cho vào một muỗng cacao. Ta bắt đầu nhồi bột. Còn lợt quá ta cho thêm miếng cacao nữa nào. Đó, lợt quá cho thêm miếng cacao nữa nào. Ta cho thêm tí sữa tươi nữa vào các cháu ạ, tại vì nó cho cacao vào nó khô quá. Đó, mình quét cái dĩa, cái khay này, nó sạch cái khay này đó. Mình dùng miếng bột mình quét cái khay này cho nó sạch hết cacao trong cái miếng bột. Bây giờ mình cho một tí bột áo vô cái khay này các cháu ạ. Bắt đầu cho một tí bột áo vào. Bắt đầu ta cán miếng bột này ra. Bây giờ miếng bột cacao mình đã cán xong rồi, và miếng bột màu trắng mình đã cán xong rồi. Giờ mình chồng hai miếng lên với nhau các cháu ạ. À. Đó, mình chồng hai miếng lên với nhau. Rồi bắt đầu mình cán tiếp. Bây giờ mình cán tiếp. Nó khô quá, ta cho một tí sữa tươi vào các cháu ạ. À.
khô quá, ta cho một tí sữa tươi về này cho nó dính hai mặt, nó dính với nhau. Đó, trường hợp nó khô quá thì ta cho vào, còn không thì thôi. Bắt đầu ta bật cái miếng bột này lên, bắt đầu ta cán. Bây giờ thì hai cán miếng bột mình đã cán xong rồi, ta bắt đầu cuộn bánh lại. Bây giờ ta bắt đầu cuộn bánh lại các cháu ạ. À. Đó, ta cuộn bánh lại như vậy. Ta cuộn chặt chặt vào nha. Ta cuộn chặt lại. Bây giờ ta bắt đầu bỏ vào trong tủ lạnh các cháu ạ. À. Bỏ vào tủ lạnh 2 tiếng, bỏ ngăn đông cũng được. Mà ngăn mát cũng được, ngăn mát thì để lâu hơn mà ngăn đông thì để nhanh hơn. Ta bắt đầu bỏ vào tủ lạnh. Các cháu nhớ nhá, mình cuộn vô mình phải bóp chặt chặt như vậy nè, cho nó dính với nhau nè, đó. Giờ ta bắt đầu bỏ vào tủ lạnh. Bây giờ miếng bột của ta đã được 2 tiếng trong tủ lạnh rồi, trong ăn đông rồi, bây giờ ta bắt đầu thái cái bánh ra chiên. Ta bắt đầu bật bếp ga lên, đó. Rồi ở đây ta bắt đầu thái bánh tay heo. Đó, các cháu nhìn nè, miếng bánh tay heo rất là đẹp. Bây giờ ta bắt đầu chiên bánh. Các cháu để lửa nhỏ thôi nha, nó cháy đấy. Bây giờ thì ta đã xong một mâm bánh tay heo rất là ngon. Rất là ngon các cháu ạ. À. Đó. Một mâm bánh tay heo. Bây giờ cô bắt đầu ăn thử. Giòn quá. Giòn mà ngon quá các cháu ạ. À. Ngon quá. Một lạng bột mì. Các cháu nhớ nha. Một lạng bột mì, 30g đường xay nhuyễn, một lòng đỏ trứng gà, một muỗng bơ, một chút muối, một ống vani. Bột mì các cháu ra chợ mua hàng tạp hóa nhiều lắm. Vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn và các cháu.